Sáng ngày 10 tháng 5, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận, lãnh đạo Công an tỉnh đã ký quyết định kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, do liên quan đến việc đánh phụ nữ, chỉ đạo bắt giữ người trong đêm tại tiệm cắt tóc. Ngoài ra, Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ Công an phường Sông Bằng, người đi cùng ông Đoàn, cũng bị kiểm điểm phê bình trước toàn đơn vị khi đến hiện trường vụ việc theo sự chỉ đạo của ông Đoàn. Trong khi đó, hành vi đánh phụ nữ, cựu phó trưởng Công an phường Sông Bằng bị Công an thành phố Cao Bằng xử phạt hành chính về lỗi, cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác. Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vụ việc có dấu hiệu hình sự. Cũng liên quan vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh bị xử phạt về hành vi xúi dục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác. Trước đó, phó trưởng Công an phường Sông Bằng cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh MK, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, yêu cầu một cán bộ công an phường bắt giữ thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên ô tô, nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc xô xát, phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã đánh và tát hai cái vào mặt một phụ nữ tại đó.